Tuyển Việt Nam đã có một trận đấu trên cả tuyệt vời với đối thủ được đánh giá cao, đó là Malaysia. Sau trận đấu, huấn luyện viên Malaysia phải thừa nhận điều chấn động về những chiến binh sao vàng. Báo chí châu Á đưa tin bênh vực đội tuyển Việt Nam. Không còn là sơ đồ ba trung vệ, huấn luyện viên Park Hang-seo quyết định áp dụng hệ thống chiến thuật 4-3-3 với những nhân sự tốt nhất của mình đang có. Đây cũng là hệ thống chiến thuật mang tính xuyên suốt trong những buổi tập gần đây của đội tuyển Việt Nam. Triết lý kiểm soát bóng với một cấu trúc đội hình mở rộng và sử dụng các cầu thủ nối ở trung tuyến để đưa bóng xuống biên được thể hiện một cách rõ nét qua chiến thắng trước đây của đội tuyển Việt Nam trước Lào và trong trận giao hữu với Philippines. Khác biệt của tuyển Việt Nam ở trận đấu này nằm ở chỗ, mỗi khi đẩy cao đội hình tấn công, thầy trò ông Park đều tạo ra những biến đánh bài bản có sức sát thương cao, đe dọa đến hàng phòng ngự của Malaysia. Khả năng hoán đổi vị trí, chất lượng của các đường truyền minh chứng cho thời gian đủ lâu ông Park cùng các học trò làm việc với nhau. Những phương án tấn công từ hai cánh của chúng ta tỏ ra đúng nhịp, đúng thời điểm ở cả nhóm phối hợp lẫn cầu thủ dứt điểm ở tình huống biên đối diện. Việc một số cầu thủ mắc Covid-19 và Quang Hải mắc chấn thương khiến giới chuyên môn và người hâm mộ trước trận đấu không khỏi đặt dấu hỏi về màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam. Nhưng bằng ý chí quyết tâm thi đấu vì màu cờ sắc áo, các cầu thủ Việt Nam đã có một thế trận tốt, giành kết quả tốt, làm chấn động cả Đông Nam Á về thành tích này. Khi theo dõi diễn biến trên sân, các cổ động viên, báo chí đối địch với bóng đá Việt Nam như Lào, Thái Lan, Trung Quốc cũng phải khâm phục. Làm tốt lắm Việt Nam, các bạn là số 1 của Đông Nam Á. Chúng tôi thua xứng đáng, lời chúc mừng đến từ Lào, một cổ động viên Lào nói. Chung cảm giác ngưỡng mộ là một cổ động viên Campuchia. Lời chúc mừng từ Campuchia, mặc dù tôi có chút ghen tị với kết quả này, nhưng các bạn đều có thể tự hào vì đã giành được chiến thắng khi mạnh mẽ, vượt qua nghịch cảnh. Và đây là kết quả, Việt Nam vẫn rất mạnh. VFF phủ nhận huấn luyện viên Philippe Chaussier thay thế huấn luyện viên Park Hang-seo. Tin đồn huấn luyện viên Philippe Chaussier thay thế ông Park Hang-seo dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam đã bị VFF phủ nhận. Tính đến thời điểm hiện tại, người kế nhiệm nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn còn là một bí mật. Huấn luyện viên Park Hang-seo đang cùng đội tuyển Việt Nam tập trung cho AFF Cup 2022. Đây cũng là giải đấu cuối cùng mà nhà cầm quân người Hàn Quốc gắn bó với đội tuyển Việt Nam trước khi hợp đồng của ông và VFF hết hạn vào tháng 1 năm 2023. Tất nhiên, câu hỏi ai sẽ là người kế nhiệm huấn luyện viên Park Hang-seo nhận được mối quan tâm rất lớn từ giới bộ điệu. Kể từ khi nhà cầm quân người Hàn Quốc tuyên bố sẽ không gia hạn thêm hợp đồng với VFF cách đây 2 tháng, nhiều ứng viên đã được đề cử vào chiếc ghế huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam. Philippe Chaussier, huấn luyện viên từng sát cánh với đội U19 Việt Nam trước đây, là một trong những cái tên được nhắc đến. Dẫu vậy, theo thông tin mới nhất mà phía VFF chia sẻ, thông tin huấn luyện viên Philippe Chaussier thay thế ông Park Hang-seo dẫn dắt đội tuyển Việt Nam là không đúng. Cho tới lúc này, chưa có một thông tin nào khẳng định danh tính tân huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam. Tính đến nay, người hâm mộ mới biết chi tiết một số ứng viên đề cử cho kế nhiệm ông Park. Các ứng viên đến từ châu Âu chiếm đa số với những cái tên nổi bật như Robert Prosinecki, người Croatia, cựu huấn luyện viên đội tuyển Bosnia Herzegovina, cựu cầu thủ của hai câu lạc bộ lừng danh Barcelona và Real Madrid, Dragan Skosic, người Croatia, cựu huấn luyện viên đội tuyển Iran, Mark Wilmots, cựu huấn luyện viên đội tuyển Bỉ, Javier Clement, cựu huấn luyện viên đội tuyển Tây Ban Nha. Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ chia tay bóng đá Việt Nam sau khi kết thúc AFF Cup 2022 cùng đội tuyển Việt Nam. Đó sẽ là bước ngoặt cho những thay đổi của cá nhân ông và VFF. VFF đã tiến hành đại hội khóa 9 2022-2026. Đó là một cột mốc mới của bóng đá Việt Nam. Nhiệm kỳ 9 mang đến nhiều hy vọng tích cực khi nhìn vào sự êm ả trước thềm đại hội. Bộ máy lãnh đạo mới mà thực tế đều là những người đã có kinh nghiệm làm bóng đá ở các nhiệm kỳ trước sẽ giữ sự ổn định cho bóng đá Việt Nam. Những chiến lược mới vì thế cũng sẽ có cơ hội được triển khai đi vào thực tế. Trong bối cảnh này, VFF đưa ra thông báo sẽ chấm dứt hợp đồng với huấn luyện viên Park Hang-seo vào ngày 31 tháng 1 năm 2023 sau 5 năm gắn bó. Đó là một cuộc chia tay không bất ngờ với những người đã theo dõi bóng đá Việt Nam thời gian qua. Khi sự thành công chạm ngưỡng, việc chia tay là điều có thể sẽ tốt cho cả huấn luyện viên Park Hang-seo và VFF. Nhìn lại hành trình suốt 5 năm qua của ông Park, những danh hiệu mà ông giành được cùng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam chính là bản KPI thuyết phục để gắn với sự thành công. Ông Park đóng góp cho bóng đá Việt Nam nhiều thành tích và cũng nhận lại được nhiều điều từ bóng đá Việt Nam. Từ một người hết thời đến gặp thời và thành công không dừng lại ở câu chuyện may mắn, tài năng mà đó là sự phù hợp. Tôi sẽ luôn ghi nhớ trong chuyến hành trình 5 năm cùng bóng đá Việt Nam với vai trò huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam, tôi luôn tập trung vào từng giải đấu. Dẫu cho kết quả có ra sao, tôi vẫn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ và trách nhiệm của mình
nhờ vào sự hỗ trợ, ủng hộ liên tục từ các cầu thủ, lãnh đạo và cán bộ nhân viên VFF cũng như người dân Việt Nam. Đây là một hành trình đáng nhớ và cũng rất thú vị. Tôi hiểu được những tình cảm và sự ủng hộ dành cho tôi trong thời gian ở Việt Nam. Dù rời khỏi vị trí này, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để đáp lại sự ủng hộ của các bạn trong tương lai gần. Một lần nữa, tôi xin gửi lời cảm ơn tới những tình cảm mà Việt Nam đã dành cho tôi. Ông Park Hang-seo cho biết, sau AFF Cup 2022, tuyển quốc gia Việt Nam sẽ có huấn luyện viên mới. Đấy cũng là thời điểm mà nhiệm kỳ 9 của VFF cũng sẽ bắt đầu với việc triển khai những chiến lược mới. Thời điểm mà những lãnh đạo mới của VFF cũng sẽ lựa chọn một vị huấn luyện viên mới có những tiêu chí cho sự phát triển lâu dài của bóng đá Việt Nam. Chỉ khi có được sự bền vững, bóng đá Việt Nam mới có thể nghĩ đến chuyện vươn tầm. Mục tiêu lớn của bóng đá Việt Nam hướng đến là dự World Cup 2026. Đấy cũng là mốc thời gian vừa vặn hết nhiệm kỳ 9. Do đó, những lãnh đạo mới của VFF chắc chắn cần có kế hoạch ngay từ thời điểm kết thúc đại hội để xây dựng một lộ trình cụ thể với ban huấn luyện mới của bóng đá Việt Nam. Cũng vì thế mà thời điểm huấn luyện viên Park Hang-seo công bố chấm dứt hợp đồng cũng mang đến những thuận lợi cho kế hoạch của VFF. Người đại diện của ông Park, Lee Dong-jun cho biết, việc ông Park quyết định sớm cũng là tốt cho VFF. Họ sẽ có nhiều thời gian để cân nhắc các ứng viên và là người kế nhiệm sẽ có cơ hội để theo dõi bóng đá Việt Nam cũng như đội tuyển thi đấu ở một giải quan trọng. Qua đó, có cơ sở lên kế hoạch cho việc tiếp quản. Những sự thay đổi là cần thiết, đội tuyển Việt Nam thời hậu Park Hang-seo cũng sẽ có cơ hội được làm mới. Nhưng vấn đề quan trọng là VFF cần định hướng rõ rệt nhiệm vụ cụ thể trong 4 năm tới để lựa chọn được huấn luyện viên ưng ý. Đây sẽ là trường mới, không chỉ ở thượng tầng mà còn ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Chính huấn luyện viên Park Hang-seo cũng cho rằng lúc này bóng đá Việt Nam cần có luồng gió mới và với VFF đây sẽ là cột mốc bắt đầu trường mới. VFF sẽ tiến hành tìm kiếm một ứng viên mới thay thế huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới. Đầu tiên, phải kể đến ông Lee Young-jin là trợ thủ đắc lực của huấn luyện viên Park Hang-seo từ những ngày đầu gắn bó với bóng đá Việt Nam. Bên cạnh công việc ở đội tuyển Việt Nam, trợ lý Lee còn từng giúp thầy Park quán xuyến công việc ở các đội tuyển trẻ như U23 Việt Nam và U22 Việt Nam. Huấn luyện viên Kia Tia Sắc là ứng viên tiếp theo. Ông không còn quá xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Với tài chiến lược, sự am hiểu bóng đá Đông Nam Á và khu vực, chiến lược gia người Thái Lan được xem là ứng viên phù hợp cho vị trí thuyền trưởng của đội tuyển Việt Nam. Một cái tên khác là huấn luyện viên Shin Tae-yong, hiện đang dẫn dắt đội tuyển quốc gia và các đội tuyển trẻ của Indonesia. Do đó, ông Shin là cái tên ít có khả năng nhận lời dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Dù vậy, trong thời điểm bóng đá Indonesia đang có những sự bất ổn ở thượng tầng, không ngoại trừ khả năng chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ tìm kiếm bến đỗ mới. Một phương án khác được nhiều người nghiêng về là huấn luyện viên Gong Go-kun. Ông chỉ mới gắn bó cùng bóng đá Việt Nam trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, những gì mà chiến lược gia người Hàn Quốc làm được cùng U20 và U23 Việt Nam khiến nhiều người kỳ vọng ông có thể đảm nhiệm được vai trò mới ở đội tuyển Việt Nam. Kia Tia Sắc có phải là ứng viên hàng đầu? Ngay khi thông tin liên quan đến huấn luyện viên Park Hang-seo chia tay đội tuyển Việt Nam, những ứng viên có thể ngồi vào chiếc ghế thuyền trưởng của đội tuyển Việt Nam ngay lập tức được nhắc đến. Kia Tia Sắc Senamuang là một gương mặt điển hình. Ông từng giúp đội tuyển Thái Lan giành những chiến tích ấn tượng trong giai đoạn 2014-2018. Trước khi vị thế ấy được dịch chuyển sang đội tuyển Việt Nam của ông Park Hang-seo, trong 2 năm qua, Kia Tia Sắc cũng đã quay trở lại Việt Nam để dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai. Năm 2021, Hoàng Anh Gia Lai đã thống trị V-League một giai đoạn dài trước khi giải đấu dở dang vì dịch Covid-19. Năm 2022, Hoàng Anh Gia Lai thi đấu không được như kỳ vọng vì nhiều lý do. Đấy cũng là yếu tố khiến Kia Tia Sắc đang bày tỏ nhiều trăn trở về động lực của mình tại Hoàng Anh Gia Lai. Và đó có thể là một trong những nguyên nhân thúc đẩy ông dẫn dắt đội tuyển Việt Nam nếu như huấn luyện viên Park nói lời tạm biệt.